Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer, và như thường lệ mình là phóng viên sòng sàm Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Với những anh em chơi game FPS thì chắc là anh em cũng không còn xa lạ gì với hãng Hi-Speak rồi. Và với hãng Hi-Speak này, họ có một con tai nghe vô cùng đình đám và vô cùng quốc dân. Đó chính là con tai nghe Hi-Speak Cloud 2, đương nhiên là cũng không còn xa lạ gì rồi. Và đấy là quá khứ tiếp diễn thôi. Còn ở thời điểm hiện tại thì Hi-Speak vừa cho ra một bộ đôi mới có tên là Hi-Speak Stinger Core, và với hai phiên bản, một là bản có dây và hai là bản không dây. Và ở video này thì mình sẽ đánh giá chi tiết cho anh em về hai con tai nghe này. Đầu tiên là về thiết kế thì ở hai con tai nghe chúng ta sẽ có chung một khung mẫu giống y xì nhau, từ cái chất liệu hoàn thiện, kiểu dáng cho cả những thứ bên trong như là driver hay là mic. Điểm khác nhau thì là do một bản có dây và một bản wireless, cho nên chúng ta chỉ có một chút khác biệt nho nhỏ ở bên phía củ tai bên trái. Bản wireless thì sẽ có một cổng Type-C để sạc cũng như là dùng ở chế độ có dây, mặc dù cái dây của nó không được dài cho lắm. Con lăng chỉnh volume sẽ dày dặn và hầm hố hơn so với bản có dây, và cuối cùng là một nút nguồn để bật tắt. Ở bản có dây thì chúng ta sẽ có một dây 3.54 pin để gắn liền vào tai nghe, cộng với một DAC 7.1, tổng chiều dài của nó là vào khoảng 3m, và với sự dài ngoằng này thì anh em hoàn toàn thoải mái dùng với những máy chơi game như là PS4 hay là Xbox mà không sợ bị thiếu dây. Bên bản wireless thì chúng ta sẽ có một dây USB Type-C để sạc và một USB wireless receiver để dùng không dây. Tín hiệu không dây thì cũng rất là tốt, mình dường như không cảm thấy bất cứ độ trễ của âm thanh, cũng như là không có sự khác biệt về âm thanh là mấy giữa kết nối có dây và không dây ở trên hai con tai nghe này. Cả hai bản wireless và có dây thì Hi-Speak đều sử dụng phần bọc cho ear cup và headband là vải lưới. Cá nhân mình thì rất thích những chiếc tai nghe có bọc vải này, vì khi đeo cảm giác nó thoáng hơn rất là nhiều so với những chiếc tai nghe có bọc bằng da. Mặc dù là về vấn đề cách âm thì những chiếc ear cup bọc vải này nó sẽ không thể bằng được, nhưng về cảm giác đeo thì nó hơn hẳn. Và với mình thì có một điểm trừ nho nhỏ với những con tai nghe có ear cup hay là headband được bọc vải, đó là với thời tiết của Việt Nam thì đặc trưng là ẩm và nóng, thế cho nên là sau một thời gian dài thì những cái phần bọc vải nó sẽ dễ bị mốc nếu anh em không để ý sử dụng. Và tốt nhất là nên có một giá treo tai nghe để tai nghe của các bạn không bị chạm vào mặt bàn khi không sử dụng, thì trong mùa nồm nó sẽ giảm thiểu rất nhiều cái vấn đề bị ẩm và mốc, và nó gần như sẽ ở trong trạng thái phơi mỗi khi là các bạn đặt lên giá treo tai nghe. Và thêm nữa là với những bạn hay ra mồ hôi ở cái phần trên này này, khi mà đeo ấy thì sau một khoảng thời gian hay là thi thoảng thì chúng ta nên tháo cái ear cup ra để mà giặt rũ để cho nó đỡ bị mùi. Với một cái mức giá khá là rẻ cho cả hai phiên bản thì mình sẽ để lại link ở phía dưới phần mô tả cho anh em vào để tham khảo. Thì dù rẻ như vậy nhưng chúng ta vẫn có một cái khung bằng kim loại, và điều này thì sẽ giúp cho anh em bớt nỗi lo bị gãy khung khi sử dụng. Tuy chỉ có điều là do mức giá rẻ cho nên khung của nó sẽ có khả năng bị rỉ theo thời gian, do chất liệu của nó không phải là chất liệu đắt đỏ cho lắm. Nhưng đây thì không phải là điều quá đáng lo, vì với cái việc được bọc kín như này thì việc bị rỉ cũng rất khó khăn và cũng phải rất lâu thì nó mới bị rỉ được. Về trọng lượng thì cả hai đều có một cái trọng lượng rất là nhẹ, và lúc đeo lên thì mình đã vô cùng bất ngờ khi mà ở cả bản wireless thì thường sẽ nặng hơn bản có dây, ở tất cả những con tai nghe khác cũng tương tự. Nhưng mà ở Stinger Core thì mình không thấy sự khác biệt về trọng lượng quá là nhiều. Nó vẫn rất là nhẹ và thoải mái, cộng với cái đệm mút của E-Cup khá là êm và kích thước được căn kè vô cùng vừa phải, không bị cấn vào tai. Cho nên là khi mình ngồi nghe, ngồi đeo cả buổi chiều, vừa ngồi vừa viết kịch bản quay hai con tai nghe này cho các bạn thì mình cũng không hề có hiện tượng đau tai một tí nào cả. Như mình đã nói ở trên thì cả các hai con tai nghe đều có thiết kế vô cùng giống nhau, cái trọng lượng, thiết kế, hoàn thiện các thứ giống nhau hết, và chỉ có một điều khác duy nhất là một con có dây và một con không dây mà thôi. Nên mic của nó cũng vậy, giống nhau hoàn toàn. Và cái chất lượng thu âm của mic cũng rất là ok ở trong cái tầm giá này theo mình thấy. Và âm thanh của nó rất là tròn và rõ ràng, không hề bị méo hay có hiện tượng nghẹt mũi, và khác hẳn so với đàn anh Cloud 2 ở một thời gian trước. Kèm theo đấy là cái khả năng lọc âm thanh cũng như là nhiễu từ rất tốt. Khi mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây, mình đang ngồi ở studio và cái sóng âm thanh nó không hề có những cái gợn dư khi mà mình im lặng. Và với cái sự rõ ràng này thì anh em tha hồ mà gáy hay là blame ở trong Discord mà không lo đồng đội không nghe rõ. Và bây giờ thì sẽ là một cái phần quan trọng nhất về những cái sản phẩm âm thanh, vì cơ bản là qua video này thì các bạn không thể nào cảm nhận được một con tai nghe hay là một con loa này nó có chất âm như thế nào khi mà đeo lên. Thì đây là một phần rất khó, nhưng mà mình sẽ làm rõ ràng nhất cho các bạn để các bạn có thể biết được là con tai nghe này cái chất lượng của nó thực sự đến mức nào. Giải bass của cả hai đều rất ổn và phù hợp hơn với game FPS. Hơi buồn một tí khi mà những âm bass cần độ dền và sâu hơn thì nó có phần hơi bị hụt. Thế cho nên là với những game MOBA như là LOL hay là Dota thì âm thanh nó sẽ có phần hơi bị hạn chế về chiều sâu.
Giải mid ở đây cũng rất là tốt khi mà âm thanh mình nghe được như đồng đội hay là ca sĩ hát trong những bài hát. Tiếng nhân vật trong phim nó rất là rõ ràng và tách bạch, không bị lấn bởi bass. Nhưng về cơ bản đây là một con tai nghe chơi game, cho nên là nếu mà các bạn sử dụng con tai nghe này để nghe những bài hát có âm thanh của ca sĩ hay những bản live thì âm mid của nó không thể nào được tròn trịa và sáng như những con tai nghe chuyên nghe nhạc được. Tuy nhiên thì với cái giải mid được làm một cách tách bạch và rõ ràng như này thì chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng đồng đội thông qua Decode mà không hề bị lấn bởi giải mid. À, giải bass. Mình khá là ấn tượng với giải chép ở cả hai con tai nghe này. Khi mà thường với những con tai nghe có bọc vải thì khi mà bật âm thanh ở mức lớn hơn trên 80% thì nó sẽ dễ xảy ra hiện tượng xước âm. Nhưng ở đây thì mình phải đẩy đến tận 95% mới thấy cái hiện tượng xước nhẹ nhẹ. Và để chơi game với tai nghe thì chắc là cũng ít anh em để âm lượng cao như vậy vì nó rất là hại và đau tai. Thế nên có thể nói Kingston đã làm rất tốt trên hai con tai nghe này. Cuối cùng là về giả lập âm thanh vòm, các hướng được tái hiện một cách rất là rõ ràng và không bị mờ hay là lẫn ở các hướng chéo. Tuy chỉ có một chút khiếm khuyết khi mà ở cái vấn đề khoảng cách, tức là phần vị trí của vật thể phát ra âm thanh với người nghe thì nó hơi bị thiếu và chưa được chính xác cho lắm. Mặc dù như vậy thì với một cái giá thành rất là rẻ thì cả hai con tai nghe này đều đang làm rất tốt, cũng như là HyperX và Kingston đang làm rất tốt với sản phẩm của mình. Và các bạn thấy như nào về con tai nghe này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới, cũng như đừng quên bấm like để ủng hộ cho chúng mình. Và cũng như đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào hình cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất. Mình là Vinh Tokoda, phóng viên sản xào tại Hãng Computer. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.